cho bạn này tặng nón luôn nha.
nhiều lần quá. Con đem kiến cho bạn nữa nha. Con hai đồ mới thì mẹ hai đồ cũ hay sao nha? Mẹ hai đồ cũ. Con mặc đồ mới cho hai bạn đó đi. Bạn này đi siêu thị hay sao? Bạn này đi con. Hay sao nha?